một đoạn để dành tặng mọi người. Chỉ mong đời ta sẽ kết duyên cùng nhau. Hậu chia tay Đạt Villagong vốn 400 củ khoai dấn thân làm ca sĩ. Sau một thời gian dài sống dưới đáy xã hội thì idol Villa quyết tâm bỏ nghề tóc tóc chuyển sang làm ca sĩ. Damn! Nếu nói về một idol mạng với nhiều tài lẻ tẻ thì không ai qua được Đạt Villa. Anh chuyên trị các vai diễn bệnh tật, ốm đau, vòi vĩnh trên TikTok, kiêm luôn cả nhà sản xuất các nội dung trên nền tảng YouTube, nhà triết giảng đạo lý. Xin lỗi là tao từ đáy xã hội mà đi lên, được chưa? Tao là con nhà nghèo, chúng mày là tao fan đúng không? Đúng, tao fan thật. Cả ca sĩ idol 400 củ cũng cân tất. Mới đây, nhiều cư dân mạng phải cảm thán liên hồi khi phát hiện hình ảnh TikToker Đạt Villa xuất hiện chễm chệ trên chiếc poster trong một đêm ca nhạc tại vũ trường, nhưng có gì đó hình như nó sai sai. Không hiểu vì duyên cớ làm sao mà hình ảnh của anh nó lại được nằm ngang hàng cùng ca sĩ Du Thiên. Không mấy là bất ngờ trước sự thăng tiến này của Đạt Villa, bởi lẽ hiện nay có rất nhiều hiện tượng mạng là YouTuber TikToker chuyển nghề là quá dễ dàng. Trong quá khứ anh cũng từng cho ra mắt một MV tuy không hay nhưng cũng có chút ấn tượng trong lòng gia đình Vinaphone, còn lần này khi biết được ông bố một con quyết tâm dấn thân vào con đường ca hát. Thì phần lớn phản ứng của khán giả đều là mỉa mai và cười ha ha, nhiều cư dân mạng đặt ra cho idol một dấu chấm hỏi to đùng. Liệu rằng anh có vừa hát vừa múa quạt tại vũ trường không ta? Nhiều cư dân mạng sợ hãi bình luận rằng anh chỉ hợp là idol mạng thôi, xin đừng bon chen làm ca sĩ, ca lẽ tôi còn không nghe ca sĩ thì ai chịu nổi. Dù thế giới có quay lưng với anh thì em mãi bên anh Đạt Di Hi Hi. Vì quá thương đàn em luôn phải gặp xui xẻo trong bước đường thăng tiến, nam ca sĩ Du Thiên lên tiếng giải thích. Đã là anh em thì phải bảo nhau mà phát triển, có gì hay kéo nhau vào, cái gì chưa được thì sửa, sửa không được thì bỏ qua, biết là ăn gạch đó, nhưng kệ sợ thị phi thì nên bỏ nghề này đi, coi nhau là anh em. Qua những lời tâm tình gây xúc động của Du Thiên thì cứ ngỡ rằng cư dân mạng sẽ rộng lượng tiếp nhận giọng ca mới nhú của Đạt Villa, thế nhưng cũng không mấy ai quan tâm. Nếu như ngày buồn nhất trong cuộc đời của mỗi người trời sẽ đổ mưa thì với Đạt Villa thì ngày nào cũng là giông bão. Chàng trai vàng trong làng gây bức xúc nổi lên từ những cờ clip bắt trend TikTok triệu view và cho ra đời hàng loạt clip YouTube với nội dung hài cười không nổi. Bên cạnh đó, anh từng gây náo loạn cõi mạng bởi chuyện tình thăng trầm xuyên lục địa với Vihia. Cách đây không lâu, ông bố một con đã có màn bắt tay giao hữu với ca sĩ Du Thiên cho ra mắt ca khúc Nếu Gọi Nhau Là Anh Em, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Có lẽ đây chính là bước đệm mới để chàng trai Hà Thành rẽ sang con đường làm ca sĩ. Và không biết rằng sau lần chuyển mình này anh có còn ấn nhầm nút tự hủy hay không đây.